Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh và có những chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết liệt trong chỉ đạo phát hiện, xử lý một số vụ việc nổi cộm, bức xúc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác, phát hiện, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản tại một số cấp ủy tổ chức Đảng và cơ quan chức năng. Cũng từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 1.264 vụ, 2.038 bị can, truy tố 742 vụ, 1.594 bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ, 1.567 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế chức vụ, trong đó khởi tố mới 125 vụ án, 259 bị can về tội tham nhũng. Riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án, 23 bị can, khởi tố mới 7 bị can trong 3 vụ án, khởi tố bổ sung tội danh 4 bị can trong 2 vụ án, kết thúc điều tra bổ sung 5 vụ án 134 bị can, truy tố 3 vụ án 34 bị can, xét xử sơ thẩm 2 vụ án 14 bị cáo, xét xử phúc thẩm 1 vụ án 4 bị cáo, nhất là đã khởi tố điều tra nhiều vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng phức tạp như vụ án xảy ra tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng, vụ án xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số cơ quan có liên quan, vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh. Đã khởi tố 8 cán bộ diện trung ương quản lý, bao gồm một thứ trưởng, một nguyên thứ trưởng, một nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 5 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẩn trương kiểm tra, phát hiện, xử lý kiến nghị Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 14 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Ngành thanh tra đã chuyển 65 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra, phát hiện 13 vụ việc 18 đối tượng tham nhũng. Kiểm toán nhà nước đã cung cấp 31 hồ sơ, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, điển hình như Sơn La, Thanh Hóa, Phú Thọ, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Nai, Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 2.050 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, nổi bật là tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, tinh vi hơn, có sự cấu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp tổ chức để trục lợi. Cơ chế chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập và gần đây lại bộc lộ thêm trong lĩnh vực định giá, đấu giá tài sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, từ phiên họp thứ 21 hồi đầu năm đến nay, trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, các cơ quan chức năng tiếp tục làm được nhiều việc với khối lượng lớn, thậm chí mở rộng nhiều lĩnh vực mới phức tạp như tài chính, thị trường chứng khoán, qua đó rút được nhiều kinh nghiệm tốt. Vừa qua chúng ta đã chú ý thêm đi vào những lĩnh vực mới, nhạy cảm, khó tồn tại lâu dài và trên thực tế là chúng ta đã làm và làm được, chứ không phải khó đến mức không làm được. Như đất đai, như tài chính, như thị trường chứng khoán, như vân vân. Những cái vụ lâu nay người ta cứ thấy im, người ta đang chờ mà bây giờ rất hoan nghênh như là FLC phải không? Quyết cái gì? Tân Hoàng Minh gì? Thế rồi là mới như là công ty Việt Á gì? Là cái mới nữa tức là cái chỗ Bộ Ngoại giao đấy, một ông thứ trưởng. Rồi là cái vụ mà đấy, ăn tiền của những cái người mà từ nước ngoài về. Nên hư đến mức như thế có phải suy thoái không? Cái đó không thể chấp nhận được. Bởi vì cứ mỗi một lần họp thế này là nhân dân lại chờ đợi đấy. Đấy, nhìn lại xem tin tức thế nào đấy. Một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phòng chống tham nhũng tiêu cực mà chú trọng chống những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị vì có liên quan đến cả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Vừa qua chúng ta bắt đầu đã xử những cái vụ tiêu cực chứ không phải chỉ có tham nhũng tiền đâu, không chỉ lấy của cải đâu, cái hư hỏng phẩm chất, suy thoái về đạo đức, về phẩm chất, nhất là về mặt phẩm chất chính trị ấy, mới là nguy hiểm. Mà về chính trị trước hết là Ủy ban Kiểm tra làm, có mà chạy đi đằng rời, tôi nói vui là như thế, không thể thoát được.
mà qua đây cũng xem xét cả kể những anh em đi làm chống tham nhũng có tiêu cực không, có suy thoái không. Cho nên nó có cái sự răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn ngừa từ trước, từ sớm, từ xa để không xảy ra là tốt nhất. Đây là bài học rất là tốt. Từ chỗ này thì rồi nó sẽ ra cái là sắp tới luật pháp thế nào, cơ chế chính sách thế nào, những cái biện pháp để ngăn ngừa nó phải theo cái tư tưởng này. Một vấn đề khác được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh là vai trò của công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước. Cứ có dấu hiệu là Ủy ban kiểm tra có quyền vào kiểm tra. Chúng ta cũng từ thực tế mà đưa ra một cái kinh nghiệm rất là hay và hoàn toàn đúng cả về lý luận và thực tiễn và đúng cả đường lối. Đó là công tác kiểm tra phải đi trước một bước, kiểm tra của Đảng. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Tôi thấy có dấu hiệu vi phạm là tôi đi kiểm tra. Có dấu hiệu là Ủy ban kiểm tra có quyền vào kiểm tra. Mà Ủy ban kiểm tra lại do Ban chấp hành Trung ương bầu, nếu ở Trung ương. Có quyền như thế cơ mà. Tôi cho một cái cực kỳ hay. Bước đầu thế là làm rất là tốt. Vừa rồi đấy, thực tế Ủy ban kiểm tra làm biết bao nhiêu vụ từ cái này. Nó mới ra cái khác. Đầu tiên cứ kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Mà anh lại có thẩm quyền là Ban chấp hành Trung ương bầu ra anh. Mà vừa qua làm bao nhiêu vụ. Thực tế trong cái mấy tháng vừa rồi làm bao nhiêu vụ các đồng chí biết rồi. Mà chính từ đây nó ra cái khác. Nó là kinh nghiệm rất hay. Rất đúng nguyên tắc. Mà tôi làm về kỷ luật đảng trước. Sau khi kỷ luật đảng nó kỷ luật về hành chính thứ hai, thứ ba rồi mới đến hình sự. Tôi cho đây là một cái phát hiện mới, chủ trương phù hợp, thực tiễn chứng minh là đúng và có tác dụng, có kết quả tốt, phải nhân cái này lên. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chủ động tấn công xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cụ thể là, phấn đấu đến hết năm 2022, kết thúc điều tra 19 vụ án, truy tố 21 vụ án, xét xử sơ thẩm 24 vụ án, xét xử phúc thẩm 6 vụ án và kết thúc xác minh xử lý 39 vụ việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Nhất là các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng như vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng, vụ án xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, các vụ án vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Thuận. Vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh thành phố. Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án trọng điểm trong quý 2 năm 2022 gồm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và một số địa phương liên quan. Hai là vụ án xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Bộ đội Biên phòng. Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan ra soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về đấu giá, đấu thầu, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và những kiến nghị của Ban chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, không để bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực. Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm phụ trách quản lý. Khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm của các trường hợp đùn đẩy, né tránh, chậm kết luận, giám định, định giá tài sản để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Nội chính Trung ương giúp Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động của Ban chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân đầu tư xây dựng các chuyên trang chuyên mục về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là xây dựng văn hóa liêm chính không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Thống nhất bổ sung một số vụ án vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan. Vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh.
vụ việc sai phạm liên quan đến dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du, số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh và những cán bộ đảng viên có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại An Giang. Ngay trong chiều nay, Ban Nội chính Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức họp báo để thông tin rộng rãi về kết quả phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và như vậy sẽ thành thông lệ, cứ sau mỗi phiên họp của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương sẽ tổ chức họp báo để trả lời rõ hơn những vấn đề mà báo chí dư luận quan tâm liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.